Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh. Vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Người lớn nhất. Bài suy niệm của Linh Mục Nguyễn Hoàng Dương. Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Đó là lời Thầy Giêsu chất vấn các học trò của mình. Có thể giờ đây Chúa cũng muốn chất vấn tôi và bạn với một câu hỏi cũng na ná như thế. Các con đang cãi vã gì thế? Đang hơn thua gì thế? Đang cạnh tranh gì thế? Đang đấu đá gì thế? Ngày hôm đó các môn đệ đã tranh luận để giành lấy vị trí là người lớn nhất, quan trọng nhất. Chắc chắn cuộc tranh giành này chưa có hồi kết. Thực ra Chúa Giêsu không chống lại cái vị trí nhất ấy. Bằng chứng là Ngài đã đặt Phêrô là vị tông đồ trưởng. Điều Chúa muốn là thay đổi cái não trạng, thay đổi cách suy nghĩ rất con người, rất phàm trần nơi các môn đệ về cái vị trí nhất ấy thôi. Những môn đệ chưa thể hiểu được người đứng đầu như lòng Chúa mong ước phải thế nào. Chúa muốn người đứng đầu phải là người hóa thân là kẻ rốt hết, sống khiêm nhường, gần gũi để có thể đồng hành với mọi người ở mọi vị trí và giai cấp. Chưa muốn người đứng đầu phải là một đầy tớ phục vụ mọi người. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto XVI là tôi tớ của mọi tôi tớ. Chưa muốn người đứng đầu phải can đảm để chấp nhận hy sinh như Thầy. Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Sẵn sàng đứng mũi chịu sào, dám chiến đấu hy sinh vì anh em. Như bài đọc một, dám chịu bắt bớ, chịu khổ, chịu nhục mạ. Chúa muốn người đứng đầu phải là người đến để cho trên được sống và được sống dồi dào. Chúa muốn người đứng đầu phải có được những phẩm chất tốt như trong bài đọc hai tuần này: trong sạch, ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, nhân từ, không thiên vị, không giả dối. Một người lãnh đạo, người đứng đầu nếu không có những phẩm chất ấy, không thực hành được như vậy thì không nên là
lãnh đạo, vì nó chỉ làm khổ anh em. Nó chỉ là những kẻ đi tìm lợi lộc, thu vén của cải vật chất, chỉ muốn ăn trên ngồi chốc, chỉ là sâu mọt. Người môn đệ nếu được cách đại ở vị trí số một, vị trí nhất, hãy sống đúng tinh thần mà Chúa mong ước. Ngày nay biết bao nhiêu cuộc cãi cọ, hơn thua, cạnh tranh trên mạng. Giacobbe, những đam mê đang giao chiến. Nó trở thành thứ bão đang càn quét hết tình thương yêu, hết tình người, hết lòng tin. Biết bao nhiêu cuộc cãi cọ, hơn thua, cạnh tranh trong gia đình. Có thể chồng thắng hay vợ thắng, giành được vị trí nhất, vị trí lãnh đạo. Nhưng có hiểu được rồi tình cảm vợ chồng, tình yêu gia đình có còn nguyên vẹn sau những sự hơn thua ấy? Biết bao nhiêu cuộc cãi cọ, hơn thua cạnh tranh với bạn bè, láng giềng, mình thắng đấy, nhưng sẽ được gì? Không phải là chúng ta đang mất đi những bạn hữu và làm dài thêm danh sách kẻ thù. Trong tất cả những cuộc tranh cãi, hơn thua, cạnh tranh dù với bất kỳ ai, tôi và bạn thắng thì đã sao? Hoàn toàn mãn nguyện? Thực sự là không. Có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng thật ra mình đã thua nặng? Vì có thể tôi và bạn sẽ mất tất cả. Con đi theo Chúa là dám quên mình đón nhận cây khổ xa. Con đi theo Chúa là hiến thân mình chấp nhận nỗi u sầu. Con đi theo Ngài dẫu bao khổ đau ngàn muôn cay đắng. Con đi theo Ngài từ bỏ mình đi mà vác cây thập hình. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài, tiến lên đôi cẳng về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muôn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ nan. Con đi theo Chúa là dám chấp nhận chén đắng không thở than. Con đi theo Chúa dù lắm tai họa theo từng tháng năm dài. Con đi theo Ngài dẫu bao lầm than buồn đau tê tái. Con đi theo Ngài từ bỏ mình đi để sống cho mọi người. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài, tiến lên đôi cạn về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường dù muôn khó khăn, con theo Ngài chẳng hề từ dám chấp nhận hiến thân chỉ vì yêu. Con đi theo Chúa dù lắm gian khổ đong đầy suốt cuộc đời. Con đi theo Ngài chết cho tình yêu để nên nhân chứng. Con
đi theo Ngài, từ bỏ mình đi chiều đông đánh thập hình. Con van xin Ngài hướng dẫn con đi bước theo chân Ngài, tiến lên đồi Càn về ngày xưa. Con van xin Ngài giúp con kiên cường, dù muôn khó khăn con theo Ngài chẳng hề.